Xin chào tất cả anh chị em nha. How are you? Đó, bữa nay là đi xa lắm á. Đó, giờ trong khi chờ đợi airport máy bay làm cái short video. Ok ha, bữa nay đi tới bên Pháp luôn á. Ok ha. Đó, trên này ngồi đằng kia chợ. Trên này ngồi đó. À, dễ xịn thôi. Ra sớm. Ra sớm lên ngồi chờ đó. Ok ha, thôi hẹn next video nha. Good day. Please go to the gate 101 to identify yourself.